Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Gia Trai nha các bạn. Hôm nay mình rảnh mình ở nhà ở không á, mình chia sẻ với các bạn cô chú bác đầu cái đóng từ quạt bạc thao qua bạc đạn, gồm có là bạc đạn 608 mình bán nè các bạn. Đó. Bạc đạn sơ mi. Đó. Sơ mi đây. Sơ mi 608. Ừ. Sơ mi tốt nha. Thì mua đúng đúng đồ thì anh em cô chú bác thì làm được hết. Đây mình ở đây mình có bán nha. Bạc đạn 608 và sơ mi. Thì đóng gồm có là ống nước Bình Minh 34. Cắt dày phẳng này nè. Đó, cắt dày phẳng này là ngon nè. Theo giờ cái sơ mi nó như vậy. Thì mình cắt dày hơn cái sơ mi một tí ha. Hơi cao hơn sơ mi một tí. Một tí thôi. Tí ti thôi. Đó. Nè, nói với cái sơ mi nè. Thì cách đóng như thế nào mình chia sẻ cho cô chú bác nè, anh em là đóng nha. Thì nó đơn giản, nếu mà biết thì đóng nó dễ, còn không biết thì đóng nó khó, và cách canh như thế nào cho nó chuẩn thôi. Thì nói chung ra anh em cô chú thì mình hay nói nhiều, mà nói nhiều là để chia sẻ thôi chứ không phải là nói nhiều mà để nói cho nấy. Thì nghe mình nói để mà làm. Thì dầm kỹ cách mình làm nha. Thì bây giờ mình cố định máy tới mình làm đóng bạc đạn từ bạc thao mà qua bạc đạn xài như thế nào. Còn anh em nào mà muốn, cô chú nào mà muốn đặt hàng thì vô cái số điện thoại của mình qua Zalo. Thì ở xa mà lần đầu tiên mua thì phải chuyển tiền, còn ví dụ như anh em nào mà lâu ngày quen biết lâu quá thì mua hàng hoài, anh em thợ mua hàng hoài có thể mình sẽ thu hộ nghe, chứ còn lạ lạ là mình không có. Đó. Bạc đạn sơ mi thì mỗi cái chục, thì hai cái thì hai thứ nó là 101. Thì đầu tiên mình đóng đóng nó gồm có một cái cây kéo và một cái kìm cắt và một cái cây kìm mỏ nhọn, thì đơn giản thôi chứ không có gì khó. Và cái ống tâm à, cái ống tâm đó, cái ống tâm này như nó 27 á, 27 á, tại vì cái ống này nó 34 nè. Ống tâm của mình đóng bạc cốt là 27 nha. Anh em nào mà lựa cái ống tâm mà nó vô cái nòng này nè, nó còn dư như vậy nè, mình cắt mình làm đó, nó còn lỏng lỏng hơi hơi nè, thấy không nè, cận cảnh cho xem nè, cái ống này lỏng sắt nha, mà nó phải lớn hơn cái bạc này đặng nó lớn hơn cái bạc này đặng nó lớn hơn cái dòng này đặng nó cho vô nó phập xuống đó, lỏng như vậy mình còn cắn qua cắn lại để mình đóng đó. Rồi không nói vòng vo gì, anh em thì xem mình làm ha. Thì đầu tiên thì mình khui cái củ á, khui bạc ra đó. Mình khui ra hết, mình bỏ bông nhớt ra luôn nha. Cái bông nhớt này, bông nhớt của Senko nè, bông nhớt Senko nó bấy bấy gì đó, mình bỏ ra hết. Rồi xong xuôi, đầu tiên thì cái này mình bỏ, mình đóng ra bỏ nè, mình bỏ một bên đi. Để mình cặn cảnh cho đèn xuống cái nha. Một hồi tao quánh mày đó nghe mày. Một hồi là tao ra tao đập mày thiệt đó. Mày bị đòn nữa con. Xem cách làm mình như thế nào, anh em mua về tay ngang vẫn làm được nha. Đầu tiên á, cái này nè, cái dòng này nó bự hơn cái dòng này. Thì đầu tiên mình đưa cái bạc đạn vô, bạc đạn mình đưa vô sơ mi nha. Đó, bạc đạn đưa vô sơ mi. Rồi cái dòng này nó quá dư đúng không, mình lựa cái bên ốm á, cái bên ốm nhất cái mình cắt, cắt ra. Thì mình cắt ra một một khúc rồi ha, nè cái dấu cắt nè đúng không, mình sẽ cắt một khúc gì đặng mình bóp vô để mình coi mình bóp vô nó tới không ha. Nè tới rồi nè,
nó còn hở ra cả này cũng được nữa nè, để nó hở ra chút, hở ra cả này cũng được ha. Rồi mình bóp như vậy nè, bóp bóp cứng như vậy nè nha, đó bóp cứng như vậy nè, bóp cho nó song song luôn đó, mình bóp cho nó song song cái này luôn. Rồi xong xuôi rồi, đầu tiên á cái này á thì mình đưa bên nào cũng được chứ nha, đưa dòng nào cũng được chứ á. Giờ mình đưa về đi, đưa ngang đi, thấy không? Mình cắm cái này vô nè, cắm cái mép này vô trước nè, thấy không? Cắm vô đây nè, đó cắm vô, bắt đầu của mình đè vô nè, mình đè vô đó, đè vô mình chịu nha đó. Mình cho cái đầu hai cái đầu rảnh nó xuống trước ha, nghe, để mình gặn rảnh xuống nha, xuống chút xíu đi cho mình dễ thấy đó, gặn rảnh nha. Rồi mình đóng xuống tức là nó xuống rồi, thấy không? Khoan, nó chưa có phập, nó gớt cái kia xuống rồi, phải phập xuống mới được nè. Mình phải bóp cho nó đừng có phập cái gớt cái bậc đạn xuống. Đó. Thấy chuẩn không? Rất là chuẩn luôn, thấy không? Đó. Cứng cừ luôn. Dòm kỹ rồi rất là đẹp luôn nha. Đó. Là cái ống này mình phải cắt cho nó bự bự gì nè, nó mình đóng nó mới đẹp. Đó, bự bự gì mình đóng mới đẹp nè. Còn mình cắt nhỏ quá thì đóng nó sẽ hở ha, nó bự hơn cái sơ mi một chút. Đó, nó dày hơn sơ mi một tí ha. Kế tiếp mình làm một cái thứ hai. Cái thứ nhất rồi nè, nó phập vô là nó đè, nó ép vô cái bậc đạn và sơ mi ha. Rồi mình dùng cái cán búa mình gõ nhẹ nhẹ xuống cái cho nó khít luôn đó. Cái này mình đóng mình bán luôn nha, chứ không phải nói mình đóng để mình bán luôn cho cô chú luôn, tại bộ nòng sen cô này nó đẹp nè đó. Không, cái đầu này mới mình lấy đầu này nè, mình đánh cho nó chẳng hai bộ để mình bán, chứ còn cái này cái đầu sen cô ít có ai mua lắm, mình bán đầu găng đó. Đây cái này cái mới nha, khoan để mình lói ra. Trước khi mình muốn lói cái bạc lại mình xài á thì mình phải lấy cái nút mũ, rồi lấy cái bạc ra đóng đừng nó cho nó bị dập, bị nhớt nè đó. Rồi giờ đầu tiên á thì mình cũng vậy, y gan vậy, mình để cái bật đạn vô cái sơ mi ha. Sơ mi bật đạn của mình bán đây là rất hết, là đặc biệt là sơ mi nó có tùy theo loại nha, có lúc thì nó giao cho mình loại kia, còn lúc giao mình loại này, nhưng mà nó vẫn đúng một loại tốt của mình mua nha. Đây, trong đây nó có cái lông đền đó, sơ mi là tương đối dày. Này sơ mi á, mình xài bạc đạn này xài cho nó xài cho phan mài được luôn nghe các bạn, chạy được tua mau được nha, đừng có nghe lời người ta nói là chạy vô đây nó chảy nó cháy này nọ nghe, không có nghe. Phan mài nó chạy rất là đờ nhanh đờ tua mà nó không cháy, không lẽ vô đây nó cháy. Không biết vô đây bình luận nói tùm lum á, là không được, nhiều người không biết nghe lời người ta, cái đó là nó nói sai đó nghe. Rồi mình ép vô gì nè, ép vô sửa cho nó ngay lại, cái mình bóp vô, bóp mạnh vô nè, bóp sát vô ha. Mình cắn cái đầu hở này mình cắn xuống trước vô phần nửa vậy nè đó, cắn vô đúng. Cắm đầu xuống nha, mình đẩy vô, đẩy tới cho nó đừng rớt cái bạc đạn xuống, có còn đóng cái này xuống nè đó, thấy không? Thử không, cứng thử như ba mừng đó, thấy không? Nó rất là dễ làm luôn. Rồi xong xuôi á, đầu tiên á, dụ như mình đưa vô mình canh ha, thì nè cái này nó bị lỏng rồi, nó để coi coi, nó phục nó hơi lỏng nè, cái ống này nó bị non nè, cái ống này nó không đều nè, cái ống này nó mỏng bên, cái ống này nó tào lao rồi nè, cái ống này tào lao cái mép rồi nè, nên lấy ống khác. Bởi vì làm ăn là phải biết mới được. Đây mình đóng lại, cái ống nó mỏng cái mép đó các bạn,
thì xuống nó bị lẫn rồi. Ống phải đúng nó mới được, đúng ống mình mới được. Rồi đầu tiên á, mình muốn vô cái này cho nó chắc chắn á, thì mình cách canh như thế nào ha, để mình chia sẻ cách canh cho các bạn xem. Mình tiếp tục mình làm nha, mình làm cái này đi rồi mình sẽ chia sẻ các bạn cái làm cái gắp vô ống này gì. Mình cắt cái ống cho nó vừa cân đối thôi, đừng có dày quá. Ở đây mình làm nhiều khi mình cắt cái ống nó cũng hơi dày, dày quá nó sẽ dư. Đây, này vừa. Đây mình cắm cái đầu xuống trước đó. Bắt đầu mình đóng, mình đè nghe, không đè nó rớt cái mặt đạn dưới nè đó, đóng gì nè nó bóp xuống nghe không. Mình đóng thẳng xuống gì nè cho nó xuống hết toàn bộ thấy không, là nó cứng cừ. Cắm cái đầu xuống trước đơn giản lắm. Ống bình minh 34 nha anh em. Còn anh em nào muốn liên hệ mua hàng về quạt gió này nọ, linh kiện này nọ ha, là thì cứ qua bên mình bao nhiêu cũng có nha. Từ 500 lấy lên thì anh em cứ chuyển khoản nha. Còn ví dụ như cô chú nào mà lấy quen thì mình không nói nha. Còn lạ lạ thì từ 500 lấy lên, 1 triệu lấy lên thì cứ chuyển khoản, 1 triệu 2 triệu cứ chuyển khoản. Thì mình sẽ gửi hàng, mình cho kiểm hàng đầy đủ. Đó, số điện thoại của mình là 07740 73629. Đó. Rồi, mình tiếp tục cái cuối cùng ha. Mình cắt cái gan gì đó. Tại vì cái ống này nó lớn nhưng mà lớn nó mới đủ cái độ dày của nó, đủ độ dày của nó mình mới đóng được. Rồi kế tiếp mình sẽ đẩy bắt đạn vô semi ha. Đó, nó hết gì nè, đúng đồ nghe, chứ mình bán không có bán đầu lao nghe. Đó, mình cắt ra nó dư nó hở gì kệ nó không sao chen á, mình hở lát mình đóng nó bóp vô. Đó, mình bóp vô cho bóp mạnh vô gì nè. Đó, trong khi mình đẩy vô, đó, đẩy vô nè, đẩy vô cái mép ha. Cắm cái đầu xuống, đẩy vô, mình đè này đừng cho nó rớt nha, đè mạnh trước, đó rồi mình gõ xuống, đó, gõ nó phập xuống, đó, cứng khừ thấy không, thấy không? Rồi bây giờ tiếp tục mình đó đóng vô gì nó cứng khừ nè anh em. Ví dụ như cô chú bác nào mà đóng vô á, nói chung là mình chỉ luôn. Cô chú bác nào mà đóng vô không biết đóng á, mà đóng vô rồi nó có chè qua chè lại á, thì không có nói nha. Mình cứ lấy cái cán búa của mình á, cán búa dày á, mình gõ đều xuống nè, các bạn gõ đều xuống sao nghe. Cái thúc đều xuống, đều xuống, hay hoặc là cái cây dầu vuông á mình để xuống. Cây dầu vuông mà nó lúp cái này luôn nè. Đó, mình cứ quýnh xuống ngay xuống. Thì nó tán hết trơn nguyên xuống. Đó. Rồi bây giờ á, đầu tiên bây giờ trước khi mình gắp vô á, mình phải canh. Đây là cái gon mềm của mình nha. Này là cách canh cho nó chuẩn luôn nha, mình canh đầu cốt ra vô cho nó chuẩn cho cô bác đó. Giờ mình để vô đút vô ha, nè đút vô của mình á, là bạc đạn mình là đút vô là nó rất là hít nha đó. Này cái cốt cũ đó mình bo rồi đó, đó rất là hít luôn chứ không có kiểu mà lắc qua lại nha. Đó. Mình phải canh một miếng lông đền vô rồi mình gắp vô
Nè cái này gấp gấp vô cho cô bác xem ha. Nè ví dụ như mà nó dư ha, nó dư như vậy đằng trước nó ấy đằng sau đấy nè, dư con to nè thấy không, mình rút ra lại ha, mình rút ra lại mình cắt bớt cái gối này nè, dù mình cắt bớt cái gối này đi mình kiếm gối khác, gối này nó bị giòn. Giờ làm gấp quá không thấy à. Mình thử cái này cho cô chú bác xem thôi. Cái theo mình kiếm gối khác mình để ha. Nó bị giòn hơi cái gối rồi. Đó. Rồi mình là gắn vô lại mình thà mình cắt cái gối nha, đừng bỏ con nha. Đó, nó vừa thôi. Rồi bắt đầu đút vô lại. Đút thẳng vô. Rồi mình đưa vô lại nha. Nè, nó vừa nè, thấy không? Nó vừa chỉnh cái này ha. Đó. Phải ép vô nha. Đóng mặt đạn là phải ép vô mới được. Đó. Rồi đồng để sơ mi vô, bắt đầu mình đút vô. Trong khi mình thúc vô gì nè, đó, nó còn dư nè thấy không? Nè, nó còn hở nè. Nó cứ ngắt này, mà nó còn hở cái ốp nè thấy không? Đó. Rồi bắt đầu mình rút ra lại. Mình cắt bớt cái gối. Cắt bớt cái gối miếng. Mình canh nó vừa vừa xiết ốc vô nó vừa sát luôn á, là nó đôn sát hai cái đầu mặt đạn ra đó, là nó mới chuẩn nha. Còn ví dụ như mà mình không canh á thì sát á thì nó chạy nó hết nè đó. Vô mặt đạn xài rất là khó mà không phải dễ đâu. Biết đóng nó mới chuẩn nha, đó vừa sát mà nó vừa hết nè, đó nè, vừa bắp sát nó vừa hết nha, nè rất là nhẹ nha. Đó, giờ mình xiết cái ốc vô. Xiết hai con vô cho xem ha. Đó. Rồi, nhưng mà mình vô rồi mình vẫn gõ nha. Gõ đây cái nè, đây cái nè. Vậy mình làm sao mà mình canh làm sao mà để cho cái đầu cốt này nè. Nó vừa ra để chạy nhông nha. Đó, ví dụ xài nhông nè. Nó chuẩn luôn rồi đó, nó không thụt thịt ra vô nghe, đó nó không thụt thịt ra vô mà nó không gơ lên xuống luôn bạc đạn mà, đó vậy là chạy rất chuẩn nha, đó ngon lành đó thấy không, nè nhẹ nè, nó chạy một buổi nó còn nhẹ nữa, tại vì cái này nó không có vô dầu nghe, mình không có vô miếng dầu nào hết, đó mình chỉ đóng gì thôi, mình không vô dầu, với lại mình phải canh gon để cho mà nó hơi nhem một chút xíu thôi, đặng mình xiết vô á, mình xiết vô cho nó đôn ra vừa hít thôi. Vừa khít luôn đặng nó đôn hai cái đầu mặt đạn ra đặng cho nó cứng chứ nó không có nhảy ra. Nó đôn gì nè, nó đôn ra đó, nó đôn hai cái đầu mặt đạn đôn sát vô á, nó đôn sát vô thành thử ra nó không có bị nhảy ra đó. Đơn giản thôi chứ không có gì khó chăng đó. Đó gì nè, cái này là cứng nhắc nè thấy không, đóng là nó như gì nè, nó nhiều cái nòng nó đẹp á thì mình đóng nó nằm phục ngang luôn thấy không, nhiều cái nòng của nó ở dưới nó cái găng nòng 4 cái găng nòng nó nằm hơi cao quá, cái là mình đóng vô nó hơi cao một tí không sao chứ bình thường, chỉ có cái là mình siết cái hai cái đầu cốt của nó đôn ra, nó đôn hai cái này ra nè, đẩy hai cái ra thì nó nằm cứng cố định ở đó, khi mình quạt nó bình thường không có gì trên chất lượng nè, rất là nhẹ luôn nè ha. Rồi, anh em chúc anh em làm thành công nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng linh kiện quạt thì qua bên mình ủng hộ nha. Thì mua từ 500 lấy lên thì cứ chuyển khoản. Mình đưa số tài khoản cho chuyển thì qua bên cái số điện thoại của mình là 07740 73629 là qua trên cái điện thoại Zalo của mình đó. Rồi, chúc anh em làm thành công nha. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.